đi đã mấy ngày rồi? Dạ, đã mấy ngày. Không, chỉ mới còn một ngày. Phu nhân được giấu ta chờ đợi ba ngày. Trong tay của đệ, trong miệng lợi,
trước nội gia tạo phản. Ta xuống gạo ngang thầy cầu bằng thương thắm giao nuôi âm may mắn, hẹn năm hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau.